Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nhìn thấy chúng sanh trên quả đất đang quay cuồng theo vật dục tâm, mạnh yên thân còn yếu dập bầm, vì sự sống cạnh tranh không ngớt, mọi nỗi khổ vẫn chưa thấy bớt, sanh rồi già chết nối liền. Còn bệnh kia tật nọ liên miên, đủ cách chết kể không hết được. Chết vì bệnh, chết vì bão ngược, chết thiên tai hoặc chết nhân tai. Dù rằng người đủ sức đủ tài, cũng không trốn khỏi ngày chết đến. Thế mà cõi tục trần cứ mến, tạo tác thêm nhiều chuyện bất lành, để lưu truyền mãi nghiệp tử sanh, và cuộc sống hiển tình thêm khổ, không cứu được mẹ cha tông tổ, lại còn làm xấu hổ gia môn, hại đời mình còn hại nhi tôn. Thật là một người không hiếu nghĩa, nên phản tỉnh đảo màu trao trĩa, cứu độ mình và cả tâm môn, truyền nghiệp lành cho đám nhi tôn, nuôi theo đó lánh thân khỏi tục. Mình lục đục cháu con lục đục, khiến cả dòng họ mất cơ duyên, bật lối đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế. Khổ này quá khổ kia liền kế, lặn hộp sâu trong bể không ngừng, càng ngày càng u ám tinh thần, không còn sức quầy chân trở lại. Khi có cuộc tan điền thương hại, các nặng tay đổ dải trên mình, thân sống cam trôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gập ghềnh mấy gió, sống hay chết vẫn nằm trong rọ, bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn, mạng lấy thân sống dại chết cuồng, chịu đựng kiếp vào trần ra khổ, lo miếng cơm chạy chọt bồn chồn, vì mánh dại cuối lòn bận rộn, lúc nào cũng lo như bị nhộn, sống trong đời hỗn độn đua chen, chỉ làm cho tâm trí tối đen, chung cuộc dẫn đem chôn xuống đất. Có cảnh Phật còn hoài không mất, mà không tìm quá được cho an, ấy là điều cần phải tiếc than, cho lòng của thế gian mê muội, nên xét kỹ để lo cải hối, đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua, mượn thuyền từ vượt cảnh phong ba, để kịp hội long hoa kỳ tới. Trong thiện tính nữ nam các giới, ráng tu cho Phật hội tên đề, nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng ráng được giữa kè thánh vị. Đời như cá ao gần cạn nước, hiện thời không phải lúc chần chờ, nên tùy phương dục thúc từ giờ, kẻo không kịp thời cơ biến chuyển, nào nổi biến nào là ngoại biến, kẻ thì lên người xuống lăng xăng, lắm đổi thay lắm sự khó khăn, người súng trói nhau hơn là mở, tay trời đã không phương cậy gỡ, thêm nhân tay nhiều chỗ gây ra, cõi hồng trần là bãi tha ma, cứ chôn xác người ta không ngớt, sự hung ác của người nếu bớt, thì nặng tay tất được giảm đi, các sầu ưu khổ ách chi chi, hầu hết tại người quy tập nó, xưa nay vẫn cứ như thế đó, tự người làm đau khổ cho người, có người biết rõ mười mươi, lòng cũng vẫn đua bơi diệt ác, làm dữ chẳng những thân hình phạt, mà linh hồn cũng lạc luân thêm. Người chết rồi đâu phải là em, còn tiếp tục
chịu thêm đau khổ, lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình, bao nhiêu điều tội ác của mình, nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là chảo dầu sôi ùng ục, nào là dồi lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đau kiếm lơm chơm, nào là núi lửa phần phần cháy. Ác thú có biết bao nhiêu loại, yêu tinh không còn thiếu mặt nào, đít bàn trong đầu chậu máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì vác búa to ra bưởi, con thì mang gậy chĩa ra đâm, con thì đem dao lớn đến bầm, con thì cố xé làm hai thỏi, con móc mắt con lo cắt lưỡi, con rút gân con thẻo lột da, cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ sau khi chết, khổ hồn linh, khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng, cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến dắt hết mong, chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dẫu hối không thể kịp, hiện thời ráng chừa xong ác nghiệp, việc thiện lương nên tiếp tục làm, dù khó khăn cũng ráng gìn kham, mỗi đạo pháp cứ dâng đi tới, rèn lòng chớ để cho phạm giới, kiểm điểm từ lời nói việc làm, những điều còn ô trược tục phàm, thì nhất quyết trì tâm sửa chữa. Cảnh hồng trần dù lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mộ, ăn của thổ thì quần lại thổ, xác phàm nhân có số định rồi, tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất, thật nào khác chim bao một giấc, tiêu tan trong sự vật nào còn, kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lẫy, nào xe cộ tàu bè bóng bậy, nào bạc vàng của cải dư muôn, dứt thở rồi giảng sự đều buông, sự vật bỏ còn thân cũng rã, cõi tạm giả xác thân cũng giả, đến cuối cùng đều hóa ra không, mơ mẻo gì cũng chỉ luống công, càng thêm tội chứ không tồn tại, tội càng lắm càng làm ngu dại, sự khổ đau càng phải chịu nhiều, kiếp luân hồi nối mãi không tiêu, đường sống chết cứ theo chẳng cuối. Đó không phải tại nơi mai rủi, mà tại người tự trói buộc vào, bởi say mê nơi cõi trần lao, phải vào đó không sao chạy khỏi. Phật xưa đã nhiều lần kêu gọi, lòng say mê buộc trói chúng sanh, chuyển luân trong sáu nẻo bất lành, chịu thống khổ tự mình không biết, say mê ấy sớm lo trừ tiệt, thì chuyển luân cũng diệt liền theo, khổ sáu đường sẽ chẳng còn đeo, thần chết hết đuổi theo bắt bớ, cũng hết bị ai đòi nợ, chẳng còn mang cái sợ trong lòng. Đừng ngoài dòng thành trụ hoại không, được bất diệt bất sanh như Phật, làm chủ tất cả trong vạn vật, được bản thân chân thật bất hư. Trận chiến biển Đông, đờn kêu chưa được tròn trăng, thì người phải chịu sông Hằng vùi chôn. Đờn kêu mất xác tiêu hồn, đờn kêu bá tánh bôn chôn làm gì, đờn kêu ta khải ly bì, năm châu chờ đợi thay thi rã rời. Đờn kêu khúc hát tuyệt vời, đờn kêu sống để coi đời chúng sanh, đờn kêu sắp nổi chiến tranh, bình dương giấy động máu tanh dầm về.
đơn kêu cậu chẳng đặng về, còn mang lãnh sự nặng nề làm sao. Đơn kêu thấu đến trời cao, cậu đơn bá tánh tâm nao khốn cùng. Đơn kêu người quá lạnh lùng, rồi đây sấm nổ đùng đùng bên tai. Đơn kêu xạ tiễn cung tên, đơn kêu không được chí bền nghe dân. Đơn kêu yểm tụ kinh ngân, rồi đây phải chịu đời gần trắng tay. Cậu đơn núi rã làm hai, biển kia còn cạn hồn lai được nào. Đơn kêu bẻ cổng xé rào, ta đơn bá tánh đồng bào gần xa. Đơn kêu gần lập cung Nga, đơn kêu Phật Pháp tề gia nối đời. Đơn kêu bốn rủng bời rời, nghe trên Phật đã lập đời sử dân. Đơn kêu lập đại tân dân, nếu người thiếu đức tại trần làm sao. Đơn kêu bá tánh đồng bào, nhìn đi trắng khuyết sao rơi đầy đường. Đơn kêu bớ kẻ nghịch thường, tới đời phải chịu đoạn trường bỏ tay. Đơn kêu các bậc nhân tài, mau ra cứu chúng trần ai buổi này. Đơn kêu không có sợi dây, đơn kêu đờn Phật đờn thầy lâm sang. Đơn kêu châu lệ hít hà, đơn kêu khắp hết miền xa ạt ào. Đơn kêu rã nhịp từ tao, tiếng đờn của cậu công lao giảng dài. Đơn kêu dân sắp ăn mài, nếu không phước đức ngày mai khổ sầu. Đơn kêu người chẳng biết đâu, đổi dời lập đảo cồn dâu phải chìm. Đơn kêu nhiều nỗi nhiều niềm, ta đây biết được bên thềm Phật dương. Thấy đời như vậy mà thương, ta đờn nhiều sự đoạn trường gai go.